But what would happen if, for some reason we ignore, somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Bộ não của con người phức tạp và có khả năng xử lý ưu việt hơn bất cứ máy tính điện tử nào, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nó có thể khiến các giác quan của bạn vượt xa khỏi những giới hạn thông thường bằng trí tưởng tượng vô hạn. Nhiều người tin rằng bộ não có nhiều tiềm năng hơn những gì chúng ta biết, thậm chí là hơn cả những gì mà chính nó có thể nghĩ ra. Ở một vài khía cạnh, chúng ta thậm chí còn biết về những vùng xa xôi của thiên hà nhiều hơn cả những gì chúng ta biết về bộ não. Bạn có thắc mắc bộ não hoạt động thế nào? Hay cách mà nó tạo ra sự khác biệt giữa trí tuệ của một thiên tài và người bình thường là gì hay không? Liệu một người có thể sở hữu những khả năng phi thường dựa vào sức mạnh bộ não của họ hay không? Đó là điều mà chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu trong video hôm nay. Sức mạnh thật sự của bộ não. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây, Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu làm việc tại Đại học Washington trong Viện Học tập và Khoa học Não Bộ đã công bố kết quả của một nghiên cứu đặc biệt về bộ não của con người. Đó là việc một em bé khi được sinh ra có thể học bất cứ ngôn ngữ giao tiếp nào trên thế giới. Tức là vốn dĩ, bạn đã luôn có một khả năng siêu phàm ngay từ lúc chào đời. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ sơ sinh cũng có trí tuệ thật tuyệt vời. Chúng thực sự có thể học tập và ghi nhớ được những động tác dù là rất nhỏ lên bản thân. Trên thế giới có khoảng 800 loại ngôn ngữ và âm thanh giao tiếp khác nhau được sử dụng tương đối rộng rãi. Nhưng hầu hết chúng ta khi trưởng thành chỉ sử dụng khoảng 40 âm thanh giao tiếp trong số đó. Thật đáng kinh ngạc là một đứa bé sơ sinh đã có thể nghe thấy và phân biệt sự khác nhau của cả hơn 800 âm thanh như vậy. Những đứa trẻ luôn được ban cho nhận thức ngay cả khi chúng không thực sự hiểu về điều đó. Bạn có để ý đến những âm thanh này hay không? Khi một đứa trẻ bị bô tập nói, chúng không hề làm nhảm một cách vô nghĩa. Nếu bạn lắng nghe chúng thật kỹ, thật chậm, bạn sẽ nhận ra rằng em bé đang cố gắng lặp đi lặp lại một âm thanh giống nhau, một loại từ ngữ nào đó trong giao tiếp. Chúng nghe thấy một âm thanh ngẫu nhiên hàng ngày, rồi lặp đi lặp lại cho đến khi chúng làm đúng và phát ra âm thanh kỳ diệu này. Nhìn vào não bộ của trẻ sơ sinh, tức là bạn đang nhìn vào một miếng bọt biển về cấu trúc phức tạp nhất thế giới. Nó thực sự có thể hấp thụ mọi thứ từ xung quanh, và sau đó dần được chọn lọc và mất đi khi não phát triển thành người lớn. Xét theo tỷ lệ cơ thể, não của đứa trẻ sơ sinh lớn hơn nhiều so với não của một người trưởng thành. Não của chúng nặng 370-390 gram, chiếm 12-13% trọng lượng cơ thể, trong khi não của người lớn nặng 1.400 gram, chiếm 2.3-2.8% trọng lượng cơ thể. Một siêu máy tính đang ở trong đầu chúng ta. Những gì ta biết về nó hôm nay là kết quả của hàng triệu năm phát triển, hàng nghìn năm lịch sử ghi chép và hàng trăm năm nghiên cứu của khoa học hiện đại. Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã hiểu biết về khối vật chất đang nằm trong chính cơ thể của chúng ta kia không? Câu trả lời thật phũ phàng, đó chắc chắn là không. Trên thế giới này có hai bí ẩn lớn nhất và khó giải thích nhất. Đầu tiên là câu hỏi về sự khai sinh của vũ trụ, sự khởi đầu của sự sống. Và thứ hai là khi bạn nhìn vào gương rồi đột nhiên nhận ra việc mình thực sự có ý thức. Bạn không biết tại sao mình lại có ý thức, nó đến từ đâu, hoạt động như thế nào, có bao giờ bị mất đi hay không. Rồi bạn sẽ nhận ra bộ não là đối tượng phức tạp nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết tới nay. Điều gì đang xảy ra trong bộ não từng giây, từng phút qua đi? Nó ghi nhớ, lưu trữ và trích xuất thông tin cần thiết. Mọi hành động hàng ngày như một hơi thở, một tách cà phê, một giấc ngủ đều đang tác động vào não bộ. Có lẽ ví dụ tốt nhất để chúng ta hiểu được hoạt động của bộ não con người là một sự cố cách đây gần 200 năm mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ.
Câu chuyện về một người đàn ông mất đi quá nửa bộ não của anh ấy và sống sót một cách kỳ diệu. Năm 1848, người đàn ông này đang dẫn dắt đội công nhân của mình xây dựng đoạn đường sắt mới bên ngoài Cavendish, Vermont. Công việc của anh ta là lắp thuốc nổ vào lỗ khoan, sau đó dùng một thanh sắt để chèn nó xuống và kích nổ để phá đá, dọn đường cho những đoạn đường dài mới. Ngày 13 tháng 9 năm 1848, Gage vẫn làm việc như thường lệ. Nhưng vì mải nói chuyện với một công nhân khác mà anh đã vô tình đâm mạnh thanh sắt trên tay vào tảng đá. Tia lửa bắn ra, bén vào số thuốc nổ có trong lỗ khoan và làm nó nổ tung. Và rồi thanh sắt văng ra khỏi vị trí, bay xuyên thẳng vào má trái của Gage, qua vòng miệng, vào não và xuyên qua đỉnh đầu của anh ta. Nếu được chứng kiến cảnh tượng lúc này, hẳn là bạn chẳng thể tin nổi Gage có thể qua khỏi. Vết thương thực sự quá khủng khiếp. Tuy nhiên, sau một vài phút, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gage bắt đầu tỉnh lại và có thể nói được. Người ta nhanh chóng đưa Gage đến chỗ nghỉ ngơi và chờ đợi bác sĩ tới. 30 phút sau vụ tai nạn, bác sĩ Edward Williams cuối cùng cũng đã đến và ông không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Gage đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bên ngoài khách sạn, nói chuyện với những người xung quanh với thanh sắt dài khoảng 1 mét, đường kính 3 cm, nặng 6 kg, dính đầy máu và não đang găm trên đầu. Nó đâm vào hộp sọ, xuyên qua các thùy não trái, phá vỡ một phần đáng kể não bộ và đẩy nhãn cầu ra khỏi hốc mắt của Gage như thế này. Mà người ai cũng nghĩ rằng với vết thương khủng khiếp như vậy, anh ấy gần như sẽ chết ngay lập tức. Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại. Gage thậm chí vẫn còn bình tĩnh và tỉnh táo để nói chuyện như không hề có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bộ não của anh ấy đã bị tổn thương rất nặng sau khi bị thanh sắt kia đâm qua. Vậy mà Gage vẫn sống sót. Sau vụ tai nạn, Gage đã sống thêm khoảng 12 năm nữa. Bằng số tiền tích lũy được, anh ấy đã sống một cuộc sống tương đối bình thường, mặc cho bộ não bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào mà não bộ của anh ấy có thể bù đắp và duy trì hoạt động cho phần tổn thương quá lớn như vậy? Đó là câu hỏi rất lớn mà chúng ta bắt buộc phải tìm ra câu trả lời nếu muốn hiểu thêm về những sự kỳ diệu của bộ não và khả năng của nó. Bộ não là một cỗ máy biết học tập, tự động tua lại những gì mà nó được tiếp xúc. Vì vậy, bạn của hiện tại luôn khác với bạn của vài giây trước, bởi bạn được nghe, cảm nhận hay học được thêm thứ gì đó. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta chẳng bao giờ khám phá được mọi thứ về bộ não, vì nó vốn dĩ luôn thay đổi theo thời gian. Chúng ta biết rằng nó quá phức tạp để được khám phá một cách đầy đủ. Nhưng chúng ta có thể biết thêm về nó thông qua việc nghiên cứu não bộ của những người đặc biệt, vượt trội hơn chúng ta, hay chính xác hơn là những người phi thường. Điều gì khiến một cá nhân sở hữu cho mình sự nổi bật trong trí tuệ, xúc cảm hay sự thông thái? Điều gì khiến họ được gọi là thiên tài? Liệu não bộ của họ có tiết lộ bí mật gì đó, bí mật đang ẩn giấu bên trong hay không? Trường Đại học California, Davis. Tháng 6 năm 2018, Tanis Abraham đang nhận bằng tốt nghiệp của anh ấy trong bộ áo cử nhân đáng tự hào. Nhưng không giống với những sinh viên khác, bằng tốt nghiệp của Abraham được anh ấy giành lấy khi mới chỉ 15 tuổi. Khi Tanis lên 4 tuổi, người ta đã nhận ra tiềm năng vượt bậc của cậu bé. Họ tiến hành một bài test EQ để xác định rõ hơn khả năng này. Thật đáng kinh ngạc, chỉ 14 tuổi, cậu bé đã trả lời đúng 99,99% câu hỏi của bài kiểm tra và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của Mensa, hiệp hội những người có IQ cao nhất thế giới. Không có từ ngữ nào ngoài hay từ thiên tài để nói về trí tuệ của Tanis. Điều gì tạo nên sự siêu phàm trong trí tuệ ấy so với những con người bình thường khác? Phải chăng bộ não của Abraham có điều gì đó đặc biệt? Tất nhiên là người ta không thể nào nghiên cứu bộ não của Tanis bởi nó vi phạm đạo đức khoa học và quyền cá nhân một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên ta lại phát hiện ra được rằng thiên tài không phải là thứ có thể di truyền được như màu mắt, chiều cao hay các đặc tính khác của cơ thể, bởi bố mẹ của Abraham đều là người hết sức bình thường. Rất rất nhiều các thiên tài trên thế giới đều xuất thân từ gia đình bình thường, với bố và mẹ chỉ có chỉ số IQ không hề nổi bật. Vì thế, người ta cũng không thể biết được chính xác tại sao một thiên tài lại được sinh ra. Có điều gì đó đặc biệt trong cách phát triển não bộ của những thiên tài mà chúng ta nhắc đến. Nó không phải là bẩm sinh, không phải được thừa hưởng từ thế hệ trước,
mà chắc chắn đã chịu một tác động nào đó nhất định. Nếu có thể khám phá ra điều này, thì tiềm năng giúp nhiều người hơn nữa trở thành thiên tài, khai thác mạnh hơn khả năng của bộ não là cực kỳ to lớn. Phải chăng tiềm năng thiên tài luôn nằm trong mỗi một cá nhân chúng ta, một nơi nào đó sâu trong não bộ mỗi người? Tôi sẽ mang đến cho bạn minh chứng về điều đó, về trường hợp của một người đàn ông sinh ra không phải là thiên tài, nhưng lại trở thành thiên tài khi anh ta đã gần 40 tuổi. Anh ở đây rồi. Derek Amato là nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ông thường được nhắc tới về khả năng sáng tác, tài nghệ biểu diễn dương cầm tuyệt vời của mình. Derek Amato sinh ngày 19 tháng 11 năm 1966 tại Colorado. Thời niên thiếu, ông là một học sinh bình thường và không có gì nổi bật. Khi trưởng thành, Amato đã làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Mọi thứ cứ tiếp diễn với cơm áo gạo tiền, chẳng có chút gì đặc biệt, cho đến một ngày định mệnh. Tháng 10 năm 2006, Derek Amato về thăm cha mẹ ở quê hương Sioux Falls. Ông cùng với những người bạn tổ chức một bữa tiệc bề bối nhỏ nhỏ trong nhà. Tại đây, trước khi tiệc nướng bắt đầu, Derek Amato đã nghĩ ra một trò chơi bắt bóng như thế này. Cú nhảy đó đã khiến Amato đập đầu vào phần đáy bể bơi, khiến anh bị thương khá nặng. Bạn bè nhanh chóng kéo anh lên. Tuy nhiên lúc này Amato đã ở trong tình trạng nửa hôn mê. Mẹ của Amato đưa con trai đến phòng cấp cứu. Ở đây, các bác sĩ chẩn đoán Amato bị chấn thương sọ não, mất 35% thính lực ở bên tai trái, kèm theo suy giảm trí nhớ. Một tổn thương khá lớn và dự kiến là sẽ mất khá thời gian để phục hồi. Thế nhưng thật kỳ lạ, ngay sau vụ tai nạn, Amato đã có thể hồi phục và sức khỏe gần như trở lại bình thường. Các bác sĩ cũng cực kỳ bất ngờ và quyết định để Amato về điều trị tại nhà. Để vượt qua cú sốc sau tai nạn, anh quyết định tới nhà một người bạn thân chơi cho thoải mái. Và đó cũng chính là thời khắc một thiên tài sinh ra. Ngay khi bước vào nhà của người bạn, Amato nhìn thấy một chiếc đàn piano dựng sẵn ở giữa nhà. Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn chẳng cần phải biết gì. Nó đã được dựng sẵn để tôi chạm vào nó. Đặt ngón tay của mình trên các phím, Amato ngồi xuống chơi một cách thành thục và mê say cho đến 2 giờ sáng. Khi tôi nhắm mắt của tôi thấy những cấu trúc màu đen và màu trắng di chuyển từ trái sang phải. Trên thực tế sẽ đại diện trong tâm trí của tôi một dòng chuyển động liên tục của các ký hiệu âm nhạc. Mặc dù Derek Amato đã tập và chơi đàn guitar trước đây, nhưng trình độ âm nhạc chỉ bình thường và không hề biết chơi dương cầm. Thậm chí, anh còn chưa một lần chạm vào đàn piano. Ấy vậy mà hiện tại, Amato đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thường xuyên có những buổi biểu diễn lớn và thành thạo tận 8 loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi khi nghe những giai điệu du dương này, không ít người vẫn tự hỏi khả năng kỳ diệu của anh ấy đến từ đâu. Chỉ sau một đêm, không cần phải trải qua một buổi học piano cơ bản nào, một thiên tài âm nhạc vẫn được sinh ra. Tôi sẽ cho bạn biết bí mật ngay bây giờ. Câu trả lời cho điều đó là một hội chứng mang tên Savant, hay còn gọi là hội chứng bác học. Bạn có thể hiểu đơn giản điều này như sau. Sau một số loại chấn thương não hoặc tổn thương hệ thần kinh mà một người bình thường đột nhiên sở hữu những kỹ năng đặc biệt mà họ không hề ý thức về nó. Trong trường hợp này của Amato, rất có thể cú ngã kia đã làm bán cầu não trái hoạt động yếu hơn, đồng thời kích thích bán cầu não phải, nơi được cho là thực hiện các nhiệm vụ ý thức liên quan tới nghệ thuật, bộc phát tiềm năng một cách tối đa. Những khả năng đặc biệt mà Derek Amato sở hữu đã chỉ ra rằng, ngay cả khi chúng ta không sinh ra là một thiên tài, thì trong bộ não vẫn có một sức mạnh tiềm ẩn không thể khám phá hết. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là làm thế nào để mở khóa khả năng thiên tài vốn có, kích hoạt nó bất cứ khi nào chúng ta muốn. Bạn hãy tưởng tượng rằng, nếu như điều đó xảy ra, chúng ta sẽ có một bước đột phá lớn tới nhường nào trong việc phát triển con người. Một ngày nào đó, mỗi người bước vào một căn phòng, ở đó có những lựa chọn để ta trở thành một Einstein, Mozart hay Picasso tùy theo ý thích. Nghe thật điên rồ, nhưng cũng rất thú vị. Tất nhiên, ta cũng sẽ phải đánh đổi để trở thành thiên tài. Và ta cũng chưa biết mình sẽ phải đánh đổi bao nhiêu khi cố gắng để sở hữu trí não của một nhà bác học sau vài phút đồng hồ. Tôi không mong rằng ai đó trong số chúng ta sẽ gặp phải một tai nạn bể bơi
để kích hoạt phần thiên tài tiềm ẩn trong mình. Và hơn nữa, sẽ ra sao nếu sự thiên tài mà bộ não ban tặng không được sử dụng bởi một nhà bác học hay một nghệ sĩ, mà lại nằm trong sự kiểm soát của một tên tội phạm? Tệ hơn nữa là tội phạm giết người hàng loạt thì sao? Tất cả là bạn biết những tên tội phạm này. Chúng là những tên tội phạm khét tiếng, mang IQ của thiên tài trong thế giới điện ảnh. Và ngoài đời thực, chúng ta cũng có những kẻ như thế, rất nhiều là đằng khác. Nhà tù bang Florida, ngày 21 tháng 1 năm 1989, vài ngày trước khi kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Ted Bundy bị xử tử. Ted Bundy thú nhận hắn đã tước đi mạng sống của ít nhất 30 người trước khi có mặt tại đây, nơi nhà tù này. Bản án tử sắp được thực hiện là kết thúc cho một tội ác kinh hoàng đã kéo dài hơn một thập kỷ vừa qua. Không cần phải quá hiểu biết, chúng ta sẽ nhận ra ngay hắn là ví dụ hoàn hảo cho một kẻ tâm thần biến thái. Độc ác, hung hăng, khó gần, tàn bạo hay xấu xí là những thứ mà Ted Bundy không có. Thay vào đó là vẻ đẹp trai và dễ mến đến kỳ lạ. Hắn ta biết cách lấy lòng mọi người, thậm chí còn rất tốt bụng nữa. Nói chung, Bundy là một hình mẫu lý tưởng mà bạn nghĩ về người bình thường. Duy chỉ có tâm thần của anh ta là không hề bình thường chút nào. Một kẻ săn mồi khát máu, sâu trong con người hắn luôn là như vậy. Làm thế nào một chàng trai trẻ, lịch lãm và đàng hoàng như Ted Bundy trở thành kẻ tâm thần, máu lạnh và giết người hàng loạt không ghê tay? Là do những tác động trong quá trình lớn lên đã biến đổi bản chất của Ted, hay hắn sinh ra đã tàn ác như vậy? Đã có rất nhiều nghiên cứu gần đây về tâm lý học và hành vi tội phạm nhắm vào não bộ của những kẻ biến thái nhân cách. Nhờ đó, chúng ta nhận ra được nhiều điểm chung giữa những khiếm khuyết trong não bộ của chúng. Người đàn ông này tên là Andre Andren, giáo sư tâm lý trường Đại học Nam California. Để quan sát não bộ của những kẻ sát nhân, ông đã dùng kỹ thuật X-quang position, viết tắt là PET. Phương pháp này cho phép ông biết chức năng của não làm việc như thế nào, kết hợp với kỹ thuật MRI vốn giúp ông nghiên cứu cấu trúc não. Ren so sánh chức năng và cấu trúc bộ não của 41 kẻ sát nhân và 41 kẻ bị quản chế một cách cẩn thận. Ông phát hiện thấy có một sự linh hoạt thấp hơn ở phần vỏ não trước trán, khu vực phía bên trên hai mắt và sau trán của những kẻ sát nhân khi so sánh với sự linh hoạt của những người bị quản thúc bình thường. Những phần não đó chịu trách nhiệm cho sự đồng cảm và thấu hiểu, lương tâm hay tính người trong quy chuẩn đạo đức mà chúng ta vẫn hay nói. Phần vỏ não trước trán đóng vai trò như những vật cản trở trong não con người, kiềm chế đi sự hoang dã, phần con trong mỗi cá nhân. Và nếu những cá nhân này có chức năng não kém phần trước trán, họ không thể kiểm soát và điều chỉnh được cảm xúc của mình. Điều này một lần nữa đặt ra vấn đề đạo đức lớn hơn đối với nhân loại. Liệu rằng chúng ta có nên tiếp tục nghiên cứu và tìm cách sắp xếp, tác động để cải thiện bộ não của những kẻ tâm thần biến thái thành người bình thường hay không? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu như người ta phát hiện một đứa bé sơ sinh mang bộ não khiếm khuyết như kẻ giết người hàng loạt? Ta phải nuôi dạy nó như thế nào? Quay trở lại với trường hợp của Ted Bundy, những khiếm khuyết của não bộ cộng với môi trường cực kỳ thiếu lành mạnh tác động đã tạo nên một con quỷ dữ đúng nghĩa. Ted sinh ra mà không biết cha ruột của mình thật sự là ai. Giấy khai sinh của Ted Bundy được cho là thừa nhận mối quan hệ cha con với một nhân viên bán hàng từng là lính không quân có tên Lloyd Marshall. Dù vậy, nhiều báo cáo lại khẳng định phần họ tên cha ruột của Bundy trong những giấy tờ chính thức đã được ghi là không rõ. Suốt 3 năm đầu đời, Bundy sống trong ngôi làng ở Philadelphia cùng ông bà ngoại Samuel Cowell và Eleanor Cowell, những người đã nuôi nấng hắn như con trai ruột để tránh sự kỳ thị của xã hội vì Bundy là đứa trẻ ngoài giá thú. Thế nhưng vào năm 1987, Bundy mới tiết lộ một sự thật. Hắn miêu tả với các luật sư rằng Samuel Cowell là một tên độc tài hách dịch, bảo thủ, kỳ thị người da màu, người Ý, người Công giáo và cả người Do Thái, đánh vợ và cả con chó trong nhà, thậm chí treo lùng lẳng đám mèo nhà hàng xóm bằng đuôi của chúng. Dường như hạt giống của bạo lực đã sớm được gieo vào đầu Bundy ngay từ khi hắn còn nhỏ. Điều đó gây ra sự méo mó về nhận thức không thể cải thiện sau này. Điều đó phần nào chứng minh rằng những tên sát nhân biến thái không phải được sinh ra bởi sự khiếm khuyết của bộ não, mà hầu hết là do tác động từ môi trường bên ngoài.
Vậy nên nếu một đứa trẻ có chút vấn đề ở vỏ não trước trán, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nếu chúng được chăm sóc và giáo dục tốt. Những tác động của môi trường lớn lên phải chăng đã đủ để giải thích cho sự máu lạnh ấy? Liệu có thứ gì đó thôi thúc chúng thực hiện những hành vi tàn sát ghê rợn kia vẫn chưa được tìm thấy hay không? Một thứ khó xác định hơn nằm trong não người chẳng hạn. Có lẽ câu trả lời không nằm ở những thành phần vật lý của não bộ mà chúng ta vừa bàn đến, mà thuộc về một phạm trù vô hình không thể nhìn thấy. Tháng 5 năm 2006, Stephen B. Williams, một người dẫn chương trình phát thanh, đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Trong hai tuần sau đó, một lực lượng lớn các nhân viên an ninh và cảnh sát được huy động tham gia vào cuộc tìm kiếm lớn. Nhưng bất chấp những nỗ lực, họ vẫn không có chút dấu vết nào của anh ta. Khi mọi chuyện đi vào bế tắc, một người bạn thân của Williams quyết định nhờ tới sự trợ giúp của người phụ nữ này. Angela Thompson Smith, một người phụ nữ với tài năng độc đáo, nhìn được mọi thứ từ xa, hay chúng ta vẫn thường được biết đến với tên gọi là khả năng thấu thị. Bằng khả năng của mình, Smith liên tục sử dụng nhận thức để tìm ra các manh mối liên quan tới nạn nhân xấu số. Bà đã nhìn thấy nước, rất nhiều nước, như ở giữa một đại dương. Dường như các thông tin muốn nói với Smith rằng Williams đã bị giết bởi nước. Sử dụng những thông tin mà Angela Smith cung cấp, cảnh sát Los Angeles đã tìm được một cái xác vô danh tại bờ biển đảo Catalina. Và tất nhiên rồi, đó là Stephen B. Williams. Nhưng mọi chuyện chưa hề kết thúc ở đây. Angela không chỉ cung cấp thông tin về nạn nhân, mà còn cung cấp cả thông tin về kẻ đã sát hại anh ấy. Sau khi tìm ra được thi thể, bà tiếp tục ghi chép vụ việc thành một bộ hồ sơ điều tra. Trong đó có thông tin về việc Williams từng tiếp xúc với ai và có vướng mắc gì về tiền bạc với ai hay không. Kẻ sát nhân đã tước đi mạng sống của Stephen B. Williams cuối cùng cũng đã bị bắt. Và công lớn nhất chắc chắn thuộc về sự phi thường trong khả năng thấu thị của Angela Smith. Khái niệm về thấu thị thực ra đã có từ rất lâu và đã từng được ghi chép lại bởi những tài liệu cổ xưa. Nó giống như việc bạn có thể thoát ra khỏi cơ thể của mình, đi đến một nơi xa lạ, quan sát những thứ ở nơi đó, dù là cách xa cả nửa vòng trái đất. Tôi biết nó thực sự có rất nhiều điều vô lý trong khái niệm về thấu thị, nhưng bạn có tin được không? Khi mà người ta từng suy nghĩ đến việc dùng khả năng này để giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Thật vậy, người Liên Xô trong chiến tranh lạnh đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để nghiên cứu các hiện tượng liên quan tới tâm lý và thần kinh học, đặc biệt là khả năng thấu thị. Tất nhiên là người Mỹ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Họ cảm thấy mình cũng phải nhanh chóng đuổi kịp đối thủ trong lĩnh vực này. Và đó là động lực cho sự ra đời của một lực lượng điệp viên tâm linh bí mật mang tên là dự án Stargate. Dự án Stargate ban đầu tuyển mộ khoảng 20 người được cho là có năng lực ngoại cảm để huấn luyện và đào tạo đặc biệt. Họ phải trải qua các xét nghiệm khoa học cần thiết cũng như luyện tập một cách bài bản để trở thành thành viên của đội quân gián điệp ngoại cảm. Những người này sẽ ngồi trong một căn phòng tối và đặt bản thân mình vào trạng thái bị thôi miên. Sau đó họ sẽ mô tả lại những hình ảnh về một nơi rất xa hiện đến trong tâm trí mình. Năm 1976, CIA đã nhờ Stargate tìm kiếm chiếc máy bay của Liên Xô bị bắn rơi xuống một khu rừng hoang dã ở châu Phi, sau khi mọi nỗ lực truy tìm bao gồm cả hình ảnh vệ tinh đều thất bại. Chỉ lâu sau, thành viên của Stargate đã khoanh vùng được vị trí máy bay và giúp quân đội tìm ra nó nhanh chóng. Một nhiệm vụ nữa mà người ta cho rằng Stargate đã cực kỳ thành công, đó là việc nhìn trộm căn cứ hải quân của Liên Xô cũng vào năm 1979. Khi đó, các nhà ngoại cảm của Mỹ mô tả Liên Xô đang chế tạo một thứ vũ khí nào đó trông giống như cá mập. Và bạn biết không, ngay sau đó dưới sự chỉ đạo, hình ảnh vệ tinh gửi về cho thấy cơ sở căn cứ hải quân của Liên Xô đang cất giữ thứ này. Trùng hợp thay, Akula trong tiếng Nga lại có nghĩa là cá mập. Còn rất nhiều nhiệm vụ khác chứng minh rằng đội ngũ điệp viên tâm linh mà CIA xây dựng đã mang lại tác dụng to lớn cho mình. Với những thành công trên, chính phủ Mỹ đã rót 20 triệu đô la vào dự án để mở rộng quy mô. Tuy nhiên sau này, sự hoài nghi ngày càng gia tăng và ngân sách xuống thấp, cộng với bê bối nghe lén Watergate của CIA, dự án Stargate tan rã vào năm 1995. Đến đây, ta biết chắc rằng khả năng thấu thị có hoạt động và còn hoạt động một cách mạnh mẽ hơn ta tưởng. Thế nhưng nó hoạt động như thế nào thì lại là một câu hỏi khác còn khó hơn rất nhiều. Hoạt động gián điệp hiện đại thường được dựa vào các thiết bị công nghệ cao như máy thu thanh, vệ tinh hay máy tính để thu thập và xử lý dữ liệu.
Nhưng theo những người đã thực hành khả năng thấu thị, các công nghệ điện tử như thế là không phù hợp cho máy tính phức tạp nhất thế giới, bộ não con người. Những con người có khả năng thấu thị chia sẻ rằng họ có thể đi đến một nơi nào đó rất yên tĩnh trong tâm trí để luyện tập, tăng cường khả năng đặc biệt đó. Điều này có nghĩa là cũng giống như hội chứng bác học, khả năng thấu thị vốn đã luôn tồn tại trong mỗi con người. Nó giống như một loại trực giác tự nhiên mà chúng ta vẫn hay nói vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tập trung vào việc đào tạo và khai mở khả năng thấu thị cho nhiều người. Nếu điều này xảy ra, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu não bộ của con người có đủ để lưu trữ, xử lý hay tìm lại các thông tin cần thiết nếu ta nhìn được mọi thứ trên đời hay không? Có cách nào để bộ não lưu lại một cách chính xác các thông tin nhận được, rồi lục tìm lại thông tin ấy một cách nhanh chóng và chính xác mỗi khi cần sử dụng hay không? Thành phố Boston, bang Massachusetts, tháng 3 năm 2018, Nectone, một công nghệ sinh học khởi nghiệp, đã công bố một dự án gây ra nhiều tranh cãi: kế hoạch tải dữ liệu từ não người lên máy tính điện tử. Họ đang cố gắng bảo tồn bộ não và tâm trí. Có một quan điểm cho rằng, nếu không thể chống lại sự lão hóa, chúng ta không việc gì phải giữ lại cơ thể già nua hỏng hóc ấy. Thay vào đó, hãy tìm cách tải toàn bộ bộ não, bao gồm tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức của mình lên máy tính. Sau đó, hãy tạo ra một thiên đường ảo như trong bộ phim Black Mirror và đưa não bộ giả lập ấy vào một cơ thể avatar. Tải bộ não trên máy tính liên quan đến một lĩnh vực được gọi là mô phỏng toàn bộ bộ não, viết tắt là WBE. Hiện đã có rất nhiều công nghệ hỗ trợ cho quá trình này. Nó có liên quan đến một chiếc kiềng ba chân trong ba lĩnh vực: quét và tái tạo hình ảnh não bộ, xây dựng sức mạnh vi xử lý và bộ nhớ máy tính, mô phỏng môi trường giả lập và thực tế ảo. Hãy bắt đầu với quét ảnh não bộ, vì các nhà nghiên cứu cũng sẽ phải bắt đầu từ đó. Trong các công nghệ quét ảnh, có một nút thắt cổ chai mà chúng ta cần phải giải quyết để khơi thông công nghệ WBE, đó là Connectome. Connectome là một bản đồ hoàn chỉnh của bộ não, bao gồm tất cả các tế bào thần kinh và kết nối phức tạp giữa chúng. Hiện nay các nhà khoa học chỉ mới thiết lập được bản đồ Connectome của một loài động vật, đó là giun tròn. Não của giun tròn thì chỉ có khoảng 302 tế bào thần kinh. Trong so sánh, số tế bào thần kinh trong bộ não con người là 86 tỷ. Đó là chưa kể mỗi neuron trong não của chúng ta lại có khoảng 10.000 kết nối tới các neuron khác. Các công nghệ quét não tiên tiến nhất hiện nay như MRI hay MEG đơn giản là chưa đủ mạnh để lập bản đồ não bộ. Có những phương pháp khác sẽ cho ảnh quét não chi tiết hơn, nhưng chúng lại có xu hướng gây thiệt hại hoặc phá hủy não bộ. Đối với những bộ não của người sống, công nghệ quét hứa hẹn nhất đang được nghiên cứu là sử dụng điện cực với hàng nghìn điểm ghi trên chúng. Hiện tại, công nghệ này còn cực kỳ xâm lấn tới cơ thể con người, nghĩa là bạn phải phẫu thuật rất nhiều. Những điện cực sau khi được đưa vào, đặt chính xác vào bên trong não, sẽ có khả năng hiển thị cho chúng ta hàng nghìn tế bào thần kinh cùng một lúc. Nhưng khoảng cách từ hàng nghìn cho đến 86 tỷ tế bào thần kinh còn rất xa. Nút thắt cổ chai của Connectome vẫn cần phải được giải quyết. Dù bằng công nghệ quét não nào đi chăng nữa, sau khi chuyển tất cả ký ức và suy nghĩ của chúng ta thành dữ liệu, các nhà khoa học ước tính nó cũng có thể lên đến hàng zeta hay 10 mũ 21 bài dữ liệu cần được sắp xếp và xử lý. Để so sánh, một zettabyte bằng với 1.000 tỷ gigabyte. Và các công nghệ quét ảnh não bộ của chúng ta ngày nay chỉ mới xử lý được dữ liệu của từng neuron trong thời gian thực. Các nhà khoa học đang phải sắp xếp hàng zettabyte dữ liệu một cách chậm chạp bằng tay. Vậy nên để có thể đọc được toàn bộ mạng Connectome, chúng ta sẽ cần đến những công nghệ học máy và khai thác dữ liệu tân tiến. Sức mạnh xử lý của máy tính cũng phát triển theo cấp số nhân trong hơn một thế kỷ qua. Tương tự thì bộ nhớ máy tính cũng vậy. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ sớm đạt được các yêu cầu xử lý cần thiết. Nhưng khi bạn tải lên máy tính bộ não của chính mình, liệu đó có còn là chính bạn hay không? Tại thời điểm bạn tạo ra một bản sao bộ não của mình, đang có tới hai bộ não song song tồn tại. Khi bộ não thật sự của bạn đã chết và cơ thể bạn được hỏa thiêu, có điều gì khẳng định tâm trí mà bạn vừa đưa vào máy tính chính là bạn, hay chỉ là một phiên bản khác của bạn bắt đầu ra đời? Việc khai mở những tiềm năng của bộ não có thể thúc đẩy con người tiến nhanh hơn đến hàng triệu năm tiến hóa, nhưng nó đồng thời cũng bỏ ngỏ nhiều hệ lụy thật sự quá đáng sợ. Bạn có nghĩ rằng bộ não của chúng ta đang bị kìm hãm, và bạn có bằng lòng khai mở tiềm năng ẩn sâu bên trong mình để tiến lên một xã hội mới, một cuộc sống cấp cao hơn hay không? Nếu bạn đã xem hết video này,
tôi tin rằng bộ não của bạn thật sự là có sức mạnh đáng nể. Video của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo trong hành trình khám phá những bí mật mới của vũ trụ nguyên thủy. Vi Cương thay mặt ekip, xin chào và hẹn gặp lại.